À, chúng các bác quay trở lại với cả TJ ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người top 3 máy sấy với công nghệ x pump máy sấy bơm nhiệt của samsung bán chạy trong năm 2021 ba cái mẫu máy sấy ngày hôm nay em quay ấy, thì bán rất là nhiều trong năm 2021 nên là các bác nào đang có cái nhu cầu muốn xem và so sánh tham khảo thì có thể là tham khảo ba cái mẫu máy sấy này của samsung thì rất mong nhận ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn đăng ký để theo dõi các video quay review cũng như giới thiệu các dòng máy sấy, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa bán trên thị trường. Cảm ơn mọi người. Năm 2020 thì cái mẫu máy sấy công nghệ bơm nhiệt DV 90M 5200 ấy thì là mưa làm gió bởi giá thành 12 đến 13 triệu bán rất là nhiều. Con đó thì được nhiều người dùng và đánh giá cái chất lượng cũng như cái độ êm cái thao tác sử dụng thì được rất là nhiều sao à, 2021 này thì Samsung ra mắt một loạt các mẫu máy sấy mới và ở đây thì em sẽ có ba cái mẫu máy sấy bán nhiều trong năm 2021 sẽ chia làm hai phân khúc các bác nhé đây là một phân khúc và con trắng và con xám kia là một phân khúc hai cái thằng này nó sẽ chênh nhau khá là nhiều đấy ạ nó chênh nhau khoảng từ 1 cho đến gần 2 triệu hai cái mẫu Vậy thì nó sẽ có những cái gì khác biệt đầu tiên thì em sẽ đi vào hai thằng máy sấy có giá thành thấp hơn đi thì con này có giá sau khi trừ hết quà còn khoảng là 13 triệu600 13 triệu 675 13 triệu700 cho một chiếc máy sấy có khối lượng sấy tới 9 cân thằng này thì em có clip review riêng rồi nó có cái mã hàng là dv90 ta 240ae là máy sấy spam sử dụng công nghệ sấy bơm nhiệt cái sấy bơm nhiệt này thì nó sử uh, trang bị máy lén làm nóng luồng khí sấy, sau đó thì sấy khô hiệu quả và tiết kiệm tới 50% điện năng. Trên thị trường thì có rất là nhiều các dòng máy sấy khác biệt, có máy thông hơi, máy ngưng tụ. Tuy nhiên thì sấy của Samsung, hít pump của Samsung thì vẫn vượt trội với khả năng tiết kiệm điện. Đấy, con này thì uh, mới về hàng bên em này, 13 triệu uh, 700 với DB90TA240AE và cao hơn với giá thành con này trừ hết quà thì đang về còn khoảng 13 triệu 870 870 cho cái mã màu xám và 137 cho mã màu trắng cho nhau có 100 nghìn, 170 nghìn thôi Thì hai thằng này có tính năng giống như nhau Nó chỉ khác nhau về màu, một thằng ghi xám và một thằng trắng Nên là các bác nào nếu mà để ở ngoài ban công Có bụi bậm rồi mưa hắt thì lên lựa chọn cái mẫu này Nó sẽ theo thời gian nó sẽ bền màu hơn còn màu trắng mà để bị ố bẩn, bị nước hắt bụi bám nhiều thì uh, cái vẻ bề ngoài bóng bẩy nó sẽ mất đi. Uh, con này thì có giá 13 triệu 870, thì uh, máy sấy bơm nhiệt của Samsung thì nó sẽ có cái công nghệ Optima Dry với bộ ba cảm biến thông minh, tích hợp bộ ba cảm biến nhiệt độ này, độ ẩm, trao đổi nhiệt độ tối ưu giúp chất lượng sấy, bảo vệ quần áo luôn bền màu và bền chất liệu, uh, có cái công nghệ như À, giúp cho giảm nhăn quần áo cho phép lồng sấy tiếp tục quay sau khi chu trình kết thúc à, cái cái lồng xoáy à, lồng sấy nó tiếp tục quay như vậy thì sẽ giúp cho quần áo nó bị đỡ bị xoắn đỡ bị rối và cây công nghệ của cái máy lén nó trang bị năm trăm vĩnh cửu tăng cường cái hiệu quả vận hành nên là hai cái mẫu máy sấy này với giá thành dưới 15 triệu khá là ổn áp với các cái công nghệ tích hợp tiết kiệm điện các cái chương trình cảm biến sấy thông minh và cao hơn cái thằng này có cái mã hàng là DV90 T7240BB Con này trừ hết quà thì về còn khoảng 15 triệu 500 15 triệu 5, 15 triệu 600 Cho cái mã hàng Các bác nhìn cái bề ngoài nó sẽ khác biệt hơn Không phải phím cơ nữa Có cả cái bảng điều khiển hiển thị bằng tiếng Việt Tức là đây là dòng cảm ứng Và các bác có thể điều chỉnh qua điện thoại thông minh Tất cả các chương trình giặt Nó sẽ được đề xuất ở bên ngoài À, dòng này ấy, thì các bác mà tích hợp với cả các cái dòng dòng máy giặt có cái điều khiển AI điều khiển trí tuệ nhân tạo thông minh của Samsung trong năm 2021 ấy, thì nó có khả năng đề xuất chế độ sấy theo chế độ giặt từ máy giặt tức là trên máy giặt AI đó nó có cái chương trình gì nó tự động nó đề xuất lên trên con máy sấy này mà các bác không phải lựa chọn có cái bảng hiển thị thông minh đây cái bảng đèn led hiển thị thông minh mà Samsung đang dán một cái demo để các bác có thể dễ hình dung bằng tiếng Việt này thời gian, số lần. Cái bảng điều khiển này thì các bác sẽ được chiêm ngưỡng. Các bác lựa chọn cái phím vặn tại đây thì nó sẽ tự động nó hiển thị tiếng Việt tại cái khu vực bảng nền LED này. Rất là dễ dùng. À, ngoài ra thì các bác có thể điều khiển bằng điện thoại mọi lúc mọi lời. Còn về cơ bản cái chương trình sấy thì nó sẽ khá là giống so với cả trên các cái con máy sấy DV TA240AE và AX màu ghi xám và màu trắng này cũng có khối lượng sấy tới 9 cân nhưng nó sẽ thông minh hơn ở cái bảng điều khiển và khả năng điều khiển từ xa bằng điện thoại. Đó thì những cái mẫu máy sấy của Samsung với công nghệ sấy bơm nhiệt x spam thì nó sẽ khác biệt hơn so với cả máy sấy ngưng tụ. Nên là các bác sẽ cần nghiên cứu và lựa chọn kỹ trước khi đưa ra quyết định mua. Bởi vì các bác sẽ phải hiểu là cái công nghệ sấy thông hơi, sấy bằng thanh đốt hoặc là sấy ngưng tụ bằng thanh đốt ấy ạ thì nó sẽ khác biệt hơn so với cả máy sấy sử dụng cái luồng khí nóng trang bị máy lén làm nóng luồng khí sấy với hit spam trên Samsung. Đấy, giá rất là tốt, 15 triệu quay đầu đã có thể mua được một chiếc máy sấy 9 cân với khả năng tiết kiệm điện, rồi chương trình sấy cảm biến thông minh, uh, rồi các cái khả năng giúp cho quần áo nó chống nhăn, không bị giòn quần áo so với các cái máy sấy thông hơi hoặc sấy ngưng tụ đang bán trên thị trường. Đấy, thì các bác đặt hàng thì có thể điện qua hotline hoặc bình luận bên dưới video thì em sẽ hỗ trợ mọi người. Cảm ơn mọi người.